Thế bà em biết sai của mình rồi, em biết đây, xin lỗi anh làm sao ấy? Xin lỗi xong là xong á? Hả? Bây giờ mày nói với ấy cho bao nhiêu người mình biết tao như thế này đúng không? Với ấy thì anh nằm cùng cô Cát thì ai mà chấp nhận được? Bây giờ mày vẫn nói tao nằm cùng cô Cát, tao không về. Bây giờ quá muộn rồi, bỏ ra. Chào mừng các bạn quay trở lại video của mình. Thì hôm nay là mình cũng chưa thấy anh Chiến về. Tối hôm qua anh Chiến cũng không về để lên giường ngủ hay là ngủ với các anh gì cả. Thì mình thấy vậy nên là hôm qua lúc mình ở trên giường ấy, mình cũng có nhắn tin với một hai ba anh bạn của anh Chiến ấy, thì biết được là anh Chiến hiện đang ở nhà nghỉ ấy các bạn. Nên là mình hôm qua cũng khuya rồi, mình cũng không có ra, mình cũng không muốn làm phiền anh Chiến. Chắc là anh Chiến mệt mỏi nên là anh Chiến cũng chưa muốn về nhà đấy. Nên là mình cũng chưa dám gọi vì mình cũng thấy lỗi sai của mình hôm qua. Mình nằm cả suy nghĩ cả đêm ấy, mình không ngủ được. Mình suy nghĩ cái chuyện là sao mình ngu ngốc mà tin lời anh Sơn Chuột là con kia có bầu này kia được không? Rồi bây giờ đi chửi anh Chiến, bây giờ anh Chiến đi ra ngoài rồi. Thì thực sự mình không biết là anh Chiến ra ngoài là có ở với ai không, nhưng mà mình hôm qua mình đã hỏi được một anh bạn của anh Chiến lại cũng đến chỗ nhà nghỉ đấy cùng anh Chiến rồi. Nên là mình cũng biết được số phòng, nghĩa là biết được anh Chiến đang ở đấy từ cái lúc đi. Còn con kia ấy thì anh Chiến đi cái là nó cũng không đến đây nữa. Nó không đến đây mà cũng không gọi điện cho ai trong gia đình này cả, cũng ai liên lạc với nó cả. Anh Sơn ấy thì cũng không thấy đâu. Đấy, cũng mất tích luôn các bạn. Nên là mình mới suy nghĩ lại, suy nghĩ xem mà mình đã sai thế nào, có chút nào khả nghi không. Thì mình đã thấy được một hai lỗ hổng nên là mình này mà mình cũng không chắc được. Vì hôm nay mình thấy nó nằm cùng anh Chiến như thế mình cảm thấy không được vui ấy các bạn. Lúc đấy làm sao mà vui được, lúc đấy chỉ có trong đầu chỉ nghĩ là chửi đấy. Lúc đấy chỉ có khẩu nghiệp thôi các bạn ạ. Nên là bây giờ mình làm như thế không phải để anh Chiến đi mất rồi. Bây giờ cũng mình cũng không dám gọi anh ấy về, cũng chưa liên lạc với anh đấy. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình nên ra nhà nghỉ đấy và gọi anh Chiến về. Sợ là anh Chiến là cũng có thể là anh cũng muốn về nhà, nhưng mà anh đi thế rồi anh cũng nặng phần ở đó hay là cái gì đấy. Nhưng mà bây giờ mình là người, cũng là người sai, mình cũng sẽ đến đấy để mình gọi anh Chiến về nhà ở. Có anh có em ở nhà nên là nó cũng dễ hơn các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ anh Chiến cũng là bố của đứa bé mà các bạn. Bây giờ mình sao mà mình có thể bỏ anh Chiến được, và đứa con của mình cũng cần bố của nó. Bây giờ mình mà để con ra mà nó không có tình cảm của bố ấy, nó rất là bị thiếu thốn. Thì từ nhỏ mình cũng đã bị thiếu thốn tình cảm của bố rồi, nên là mình cũng không muốn con của mình sau này thiếu tình cảm của bố hay thiếu tình cảm của mẹ. Nên là mình sẽ cố vấp váp cái cuộc tình này các bạn. Mình sẽ cố hết sức và để giải quyết xem là vụ này như thế nào, con kia nó muốn như thế nào. Đấy, bây giờ mình chắc là rủ thêm một hai người nữa đi ra chỗ nhà nghỉ đấy để gọi anh Chiến về nhé các bạn nhé. Không như đâu, điều mình hơi sợ. Đấy các bạn ơi, thì bây giờ mình đánh ngoan đến chỗ này là vì lúc đi mình cũng thấy ngoan ngoan đấy, mình gọi ngoan đi cùng. Nhưng mà là người lớn hay ngoan quên là mình. Nó cười. Có không? Hay là bà đuôi? Nó cười. Nó mới tặng chiếc. Bà đuôi. Bà đuôi. Bà đuôi. Bà đuôi. Mày lần mặt anh nhờ? Lần mặt cái gì? Em thấy anh ngoài này mãi. Em bây giờ không lo anh em. Mày đuổi ra đây, bây giờ mày ra đây mày nói cái gì? Hả? Bây giờ ra phải chạy cái phòng xoáy của mày à? Hả? Không, tao chỉ là em nói những cái sai của mình rồi. Bây giờ anh... Mày thích nói như nào mày cũng nói được đúng không? Tao là thằng đùa của mày đúng không? Mày muốn tao ra ra ngoài rồi, mày đuổi ra ra ngoài giờ. Bây giờ mày ra đây mày nói sao? Bây giờ cố gắng với con của mình với chứ không thì ai? Tại sao mà đúng không? Mày không nghĩ đấy là ai mà nghĩ được cái gì nữa? Em thấy hôm nay mấy hôm nay anh đi rồi, mà anh
nữa thì em biết rồi, em sai ở chỗ nào rồi, nên bây giờ em gọi anh về. Thì tao nói người ta giải thích thì mày không nghe. Hả? Bao nhiêu người, cả bao nhiêu mọi người ở nhà, mọi người nói mày không nghe. Bây giờ mày muốn tao phải sống như nào? Thôi bây giờ anh về anh không nói em được. Không ấy gì? Bây giờ nó quá muộn rồi. Tao không về. Bây giờ anh không về sao mà được chứ? Bây giờ anh chẳng lẽ anh để sau này anh để con năm cho nó ở của mình à? Hả? Mày để tao nuôi. Nuôi thì bây giờ nó thiếu tình cảm của bố, thiếu tình cảm của mẹ sao mà được? Ai có lo tự trọng thôi. Mày đuổi tao ra, bây giờ mày ra đây mày nói tao. Chứ mặt bao nhiêu người. Xong bây giờ mày lên đây mày với anh Hoa lên đây mày nói chuyện với tao. Thì tao vác mặt về ra làm gì? Thôi chuyện này, bây giờ nó cũng biết chuyện rồi, mày xem thế nào chứ. Có nghĩa bây giờ nó đang có bầu, lúc cái thời điểm đấy thì nó có chịu, bây giờ mày xem thế nào. Em không chịu nữa đâu anh ạ. Anh cũng ở nhà, anh cũng nói chuyện với nó rồi. Mày thì bỏ ra, tao không về. Cầm quần áo đi về đi. Mày vừa phải thôi, tao không thích về nữa. Từ hôm nay để đi, tao sống theo cái con người mày muốn như nào. Tao làm như thế cho mày hiểu được cái cảm giác của tao như thế nào. Anh Lâm mà bây giờ anh nuôi, tao không biết anh nói nào gia đình đâu. Mày xem. Mày để con ra anh làm thế nào? Tao nuôi, mày để tao nuôi. Anh bị thần kinh à? Con em chửa, em để đau, em nặng đau, anh bảo anh nuôi thế nào? Thế giờ mày có con mày không biết suy nghĩ, mày đuổi ra đây gì? Thế bây giờ em biết sai của mình rồi, em đến đây em xin lỗi anh làm sao ấy? Xin lỗi xong là xong á? Hả? Bây giờ mày nói với ấy cho bao nhiêu người biết tao như thế này nữa. Ơ ấy thì anh nằm cùng có các thì ai mà chấp nhận được? Bây giờ mày vẫn nói tao làm gì không khác, tao không về. Bây giờ quá muộn rồi, bỏ ra. Anh định ở đây mãi à? Cút ra mày chưa? Anh cứ suy nghĩ đi, mà ở thôn suốt thì đi về. Tao không về. Mày muốn đi nhà tao chiều. Anh không ở đây mãi đâu. Tao cứ ở đây. Suy nghĩ đi. Cuộc sống của tao mà sống của mày thích tao như nào mày cứ phải treo nghe mày à? Mà lúc tao ngoan ngoãn thì mày đéo nghe tao, mày chửi tao, mày đủ được kiểu mày hay hãm hại tao. Thôi mày xem thế nào, bây giờ nó cũng suy nghĩ rồi. Mấy hôm trước thì nó đang có bầu, nghe chuyện đấy thì ai giật tức. Bây giờ giải thích được rồi, nó hiểu chuyện, nó đến tận đây, nó bảo mày về rồi. Bây giờ mày xem như thế nào, nhưng bây giờ mày càng như thế này thì nó lại càng suy nghĩ. Em không về đâu. Thì tất nhiên là bây giờ ai cũng suy nghĩ em là này kia với cả cái con kia. Thì tất nhiên là Thảo với cả Thảo cũng nghĩ, bây giờ Thảo nó nhận ra rồi, Thảo nó cho Thảo đến tận đây rồi, bảo em về rồi, có cơ hội thì em xem như thế nào về đi chứ. Nó vang vọng nặng để đau, bây giờ một mình nó ở nhà bầu bì các thứ. Xem đi, mày suy nghĩ đi, về để anh sẽ đưa Thảo về đây. Suy nghĩ đi, nó đến tận nơi là mày nên hiểu rồi. Nó vẫn đang tốt với mày ấy.